Cái rồi chúng ta sẽ cố gắng tiết kiệm là chúng ta sẽ sử dụng những sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là những bàn thắng của cả hai đội. Tiếp tục vẫn là những pha đá thật góc và người đang đá bóng vẫn là chính là cầu thủ áo số 69 rất khỏe cầu tiêu à bóng đá hết được điểm. Hình như là toàn sinh viên Lào sao nhỉ? Đội mình toàn sinh viên Lào đúng không? Đó là một ngôn mình thương đấy. Tuyệt vời. Mới có rồi, cổ động viên xinh thế. Ôi ơi. Bóng bên. Mà tự nhiên trên sân đạo đấy. Bỏ con tan thế. Con đàn còn nên xuống con này. Quả vào tay đấy, sút vào tay đấy. Những pha sút bóng phải đã làm cho các cầu thủ của Vạn Kinh Tế bối rối rất nhiều. Vào quả đất này. Cái đội này pha đá thẳng vào pha thứ nhất. Đúng rồi. Góc tiếp, góc tiếp. Tiếp tục là quả pha đá phạt góc về cho pha khoa học tự nhiên. Tiếp tục đó chính là cầu thủ áo số 15 bạn đang hoạt động khá rộng trên sân. Đó chính là cầu thủ Trang Ca Sốc. Năng động bản sắc có thể nói với bước chạy và cũng như sự khéo léo của cô, chúng tôi tin rằng là cô không sao. Nó lăn vào gôm. Đá phạt cái này để cho các cầu thủ của khoa kinh tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hay quá. Trên vạch vôi, trên vạch vôi. Chưa vào. Vào luôn. Xuống vào luôn. Bên mình đang dẫn rồi, đá chậm thôi đúng rồi đấy. Sút vào gôn đấy em ạ. Quyết tâm ở trên sân thi đấu đấy. Cứ sút vào gôn là loạn quạng là vào đấy. Pha vào tự nhiên. Bỏ đi. Tí nữa lấy sút. Ném. Tao bảo mày cho mình viên đá vào đấy. Rất luôn. Chết rồi. Đúng rồi. Biên rồi.
Đặc biệt dành cho khoa tự nhiên. Có thể nói các cầu thủ khoa tự nhiên các bạn đang giữ vị trí tốt nhất ở trên sân. Các bạn đang có thể tinh thần đá bóng bất trung lực của các bạn, chúng ta đá đúng vị trí của mình. Tốt. Tiếp tục. Không được rồi. Chúng tôi đã tiếp tục đây sẽ bỏ xa treo vào. Tiếp tục đó vẫn chính là cầu thủ số 15. Đúng rồi. Chúng ta cũng thành 3 mét nó thôi là bóng vào lưới rồi. Nam đá luôn à? Đá mình không mình được vào không? Nam thuộc loại gì đấy? Về trận chung kết. Trận này rồi, tốt. Tiến ơi, cổ động viên xinh quá. Các bạn muốn là các bạn cầu thủ của tốt rồi, hay lắm, hay lắm, tốt rồi, đúng rồi, kết quả là cứ vào gôn là vào đấy. Mình phải hô đá đáo vào gôn đấy chứ. Cầu thủ áo số 15, một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất ở trên sân hiện tại. Cầu thủ bé mà nguy hiểm phết nhỉ. Cho gì lên trên em ơi, lên trên đấy. Rồi, vào gôn nhá. Đúng rồi đấy. Rối là hay lắm rồi, thế là hết rồi. Rồi đẹp rồi. Chiến thuật rồi bao của cô Yến là được đấy. Hết rồi. Đi hết đường biên của cầu thủ áo số 12 Thúy Huyền. Thời gian vẫn còn rất là nhiều, vì vậy các cầu thủ chúng ta hãy cố gắng tập trung những cơ hội của mình. Không cần phải quá vội vàng trong những cách xử lý bóng của chúng ta. Thế thực sự rồi. Kinh tế cố lên. Xử lý rất là dối của các cầu thủ. Cái này bóng lên dành cho Quang Văn Tự Nhiên. Tiếp tục là Quang Tự Nhiên. Hay à? Của Quang Văn Tự Nhiên. Chạm rồi lên rồi, đấy, hay quá, con, chết, con bao nhiêu rồi, hay là, hay quá nhở, hết rồi, muộn rồi, lúc bé là lớp cao 15 gì nhỉ? Đó thể nói là đá những cái độ sinh của 15 sinh đúng không? Bé nó mà đá hay ghê nhỉ? Ôi rồi.
trọng hơn và sẽ là một pha đá phạt góc dành cho khoa kinh tế. Khoa kinh tế các bạn, chúng ta đang là tổng tấn công. Một pha sút bóng đã không thể đoán được. Và các trận đua đã phát bóng lên dành cho khoa học tự nhiên. Hay lắm, được rồi. Biên dành cho khoa kinh tế. Một thành công quân đã ủng hộ cho khoa học tự nhiên với tổng số giải thưởng là 2 triệu đồng. Nếu các bạn giành chiến thắng trong trận chung kết ngày hôm nay, chung kết là bao nhiêu đây? Thì các bạn sẽ liên lạc với ban tổ chức để nhận đàn. Tiếp tục là pha đá biên dành cho khoa kinh tế và quản trị kinh doanh với trận đấu như nghỉ ngơi. Tốt rồi, hết rồi. Phát bóng lên dành cho khoa kinh tế. Góp mặt trong hai trận chung kết. Tốt, ai quá, vào luôn rồi. Vậy cho chung kết là bao nhiêu? Chung kết đấy. Hô lên đi, hô lên, hô lên. Hô lên. Các bạn ơi. Các bạn ơi, tôi chế. Nào, sút bóng. Có thể nói là người chết người thôi. Chúng ta đang sử dụng rồi. Đẩy qua qua. Đá ngoài luôn. Một xe buýt của Chelsea. Thế thất bại từ xưa à? Biết rồi, bên này rồi. Ủa, chưa đang trưởng. Chưa đang trưởng à? Đúng rồi. Điện dành cho khoa phạm tự nhiên. Đâu đấy? Đang định đi lên đá bóng. Các cầu thủ của chúng ta hãy nhìn theo những tín hiệu của trọng tài trên sân. Đâu một, tốt rồi. Tiếp tục là một thằng chết. Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Cần rất là nhiều sự khéo léo và sự hiểu biết để các bạn. Đúng rồi. Về trường chơi à? Tiếp tục là cầu thủ áo số 12, khu kinh tế không đồ. Đá bóng lên dành cho khoa học tự nhiên. Các cầu thủ của bạn, chúng ta hãy nhìn theo tín hiệu của trọng tài. Nghĩ nó cũng tồi tàn cái nhé. Rồi bóng này. Mấy năm rồi. Tiếp tục. Đá bóng lên. Đá rồi. Các bạn xong khi bàn thắng chưa đến cổ động viên, bạn cổ vũ cho các bạn đó. Rồi trọng tài ơi. Tốt. Biết rồi. Của cầu thủ áo số 01 cho cầu thủ Tiến Yên. 80 rồi, hết rồi. Tiến này, Tiến này. Chuẩn bị nước chanh cho bọn nó chưa? Không, đừng nước chanh, nước chanh như vậy. Đi ra ngoài.
Ui giời, cao chân, ôi cao chân. Ai là? Chúng ta chỉ đi báo cáo hơn. Rất kỹ thuật, tuy nhiên là cú sút cuối cùng lại không trúng đích. Không luôn rồi. Tiếp tục là một pha đá biên dành cho khoa học kinh tế. Lật mạnh. Ôi, hay quá. Bên khoa học kinh tế phát bóng giống như David De Gea. Với một thân hình có chiều cao rất hạn chế, tuy nhiên là sức bật của bạn rất là mạnh và cao. Rất nguy hiểm. Bóng băng ra. Đi vào lưới và bắt đầu đi vào lưới. Không có thủ của hai con gì sẽ chắc đi đâu. Chuột rút. Không kèm nhau. Không kèm. Cầu thủ của khoa kinh tế. Đây là chúng ta như vậy. Cô hãy cổ động viên hãy dành một tràng tay lớn để cổ vũ tinh thần cho cầu thủ của khoa kinh tế. Tiếp tục là một pha đá phạt góc dành cho khoa kinh tế và quản trị kinh doanh. Rất chi là chuyên nghiệp của cầu thủ áo số 15. Tốt rồi. Các bạn chúng ta phải dùng tay của mình ném lên. Quả bóng rất tốt. Cầu thủ đang ở tay rồi. Điên dành cho khoa học tự nhiên. Vào đấy. Sút quả kinh nhá. Thôi cứ để đá hết thì một đi. Thôi. Đẹp rồi. Sân.
nhớ tới các cầu thủ, các cổ động viên, huấn luyện viên, bạn chúng ta đứng lên. Có thể nói là cầu thủ áo số 69 đã giúp cho đội phòng ngự của Khoa Kinh tế vững chãi hơn rất nhiều và đã tiên dành cho Khoa Tự nhiên. Tự nhiên dành cho Khoa Tự nhiên. Yến Lê cố lên. Tỷ số nào rồi? Trận 2. Thay đổi trận của mình. Chuyển sang trạng thái tấn công. Tỷ số nào anh? 1-1 đều em ạ. Cố lên cơ đấy. Cầu thủ áo số 10. Tiếp tục là 1-3 và biên. Bảy kia sớm quá đá bay đấy. Chết rồi. Giải đấu lại cho các bạn nữ. Trong trận đấu ngày hôm nay với một gương mặt hết sức là xinh xắn mà chưa có người yêu. Cái đầu này và một cái trái tim nóng. Tiếp tục là Đó chính là Thúy Hiền, đang cầu thủ thi đấu xuất sắc. Một pha đá thẳng góc dành cho Tô Ngọc Tự Nhiên. Cái gì? Mà nó bảo mày bỏ đóng rồi. Nó đóng rồi. Không biết đâu á, chúng mày nói là rồi. Tao vừa nói cái tên 10 ngày. Thì sao? Không biết rồi. Để tâm lý để lấy thi đấu. Rất khó dành cho các cầu thủ Khoa Kinh tế khi mà còn xử lý bóng không tốt. Kìa vào, phá, ôi rồi, phí quang nhở? Quả phí quang. Kìa hòa không? Có thể nói là sau những pha điều chỉnh bóng của Tây Nam đối chiến thuật bóng chuyền thì các cầu thủ Khoa Kinh tế đã thay đổi được thế trận của mình.
tiếp theo chúng ta đã biên dành cho Quan Kinh tế và Phát triển Việt Nam. Chúng ta đã phối hợp và những đánh của Quan Kinh tế đang cho thấy những sự nguy hiểm nhất định chúng ta. Liên tiếp vào những pha xử lý bóng rất lo sợ ở trước khung thành của quả hai đội. Ôi. Một pha để bóng chạm tay và đá. Không phải, đó chính là một pha đá phạt góc dành cho Khoa Kinh tế. Các bạn tự nhiên cảm thấy lên thời gian vẫn còn rất nhiều. Có thể nói là sau khi có tài năng hoa thì các cầu thủ Khoa Kinh tế các bạn đang thi đấu rất bình tĩnh. Trái với những phút thi đấu ở trong hiệp đấu thứ nhất khi mà các bạn chúng ta bị rất căng thẳng. Rất nguy hiểm. Một pha đá biên dành cho Khoa Kinh tế. Mình thua là do mình đấy, mình thua bé quá. Mày bắt điệu đi tao hô. Áo số 12, Quý Nhân. Cầu thủ đã có cú đúp bàn thắng trong những thời gian vừa rồi. Đúng rồi. Có thể nói là cầu thủ áo số 69 và số 12 bên Khoa Kinh tế. Các bạn đang là những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở trên sân. Tiếp tục là Quý Nhân. Thêm máu khá lắm. Một cô gái đã xoay sở trong tới 5 cô gái của Khoa Học Tự Nhiên. Không những xinh đẹp mà bạn cũng đá bóng rất giỏi. Có pha ném bóng lên dành cho bóng lên rất mạnh nhưng tuy nhiên ở bên trên thì không có một cầu thủ nào. Vừa nãy là bên đấy bị thua nên là không có gì bình luận, bây giờ bắt đầu mới nói được. Đã biên lên dành cho Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Các cầu thủ Khoa Kinh tế thôi, các bạn trai cử giúp ban tổ chức vào một hoặc hai thành viên, các bạn xuống có thể nhặt bóng dành cho Khoa của mình đúng không ạ? Vừa các bạn chúng ta khởi động và cũng như là các bạn giúp ban tổ chức có thể tạo điều kiện cho các bạn tốt nhất ạ. Vì nữa mình đá đây mà. Pha đá biên dành cho Khoa Học Tự Nhiên. Chỉ có một chút may, không may mắn là khi ông đã bị thủng lưới hai bàn thôi. Tiếp tục là một pha đá biên dành cho Quan Kinh tế. Rất kỹ thuật. Bóng vẫn đúng chuẩn trước. Chắc cầm môn của pha. Pha thật. Áo số 09 là có một cái chân như hậu. Thì đó là chúng tôi đã quan sát thấy là sự đồng đều của các bạn Khoa Kinh tế, các bạn đủ tiêu chuẩn để làm tiếp viên hàng không. Bóng vẫn
khoa học tự nhiên triển khai được lên từ giữa sân. Có thể nói các vị các bạn đang là thể hiện một trận đấu có thể nói hoàn toàn khác so với hiệp một. Chỉ cách lưới khoảng hai thanh xà lan có thể là bóng vào lưới rất mạnh. Khoa tự nhiên cũng rất là xuất sắc. Với phương châm đá bóng là gì ạ? Không sợ đối thủ mạnh, không chỉ sợ đồng đội không vui thôi. Các cầu thủ chúng ta đang cống hiến những pha bóng rất chi là đẹp đẽ trên sân. Tiếp tục vẫn là sự ưu thế của khoa kinh tế. Việt Nam ủng hộ kinh tế tiếp tục ủng hộ cho cầu thủ ghi bàn thắng thứ ba 1 triệu đồng. Cảm ơn thầy rất đẹp trai này. Thầy đá ở rất trung chi. Tiếp tục phát bóng lên dành cho khoa học tự nhiên. Đúng thật là chủ nghĩa Mark đã nói là vật chất quyết định ý thức. Khi thầy giáo không tài trợ thì các bạn không thấy cái cổ động viên đâu cả. Đúng là khoa kinh tế mang đúng tinh thần của kinh tế. Một pha sút bóng lên dành cho khoa kinh tế. Khoa khoa tự nhiên. Có thể nói là các cầu thủ khoa khoa tự nhiên các bạn đã dùng rất là tốt. Tốt. Bóng lại một pha đá phạt góc dành cho Phạm Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh. Ném lên. Một pha đá bóng lên. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua được 1/2. Các cầu thủ chúng ta hãy cố gắng của hai đội chúng ta sẽ thi đấu còn lại của chúng ta sẽ ghi thêm điểm với cầu thủ. Tốt. Cái vừa cầu thủ 69 biết rồi. Thu Trang. Cái cầu thủ có bóng từ phía sau cũng kỳ này. Vào. Yến ơi, tự nhiên vô địch chạy lên. Giỏi rồi. Yến vô địch. Biên rồi. Nào, tự nhiên cố lên đây. Yến ơi, gõ chai đi. Giỏi ơi. Làm quả nữa rồi. Hô đi.
tiếp tục là cầu thủ áo số 15. Như dây chỉ. Nó thời điểm 5 triệu, 3 triệu nè. Kìa kèm vào, kèm vào. Đúng rồi. Trận của Hát Cô Đơn. Cố lên, kèm chắc có số 12 vào là nó không đá được đâu. Thi đấu giữa hai đội giáo có những chiến thuật khác nhau. Ở ngoài đường biên. Tiếp tục cầu thủ áo số 12. Cầu thủ áo anh vào. Tuyệt vời. Thủ môn mình bắt tốt đấy, được đấy. Từ đầu có một số đội bạn trên đường thi đấu cho mọi người. Cầu thủ biên của Cao Văn Tự Nhiên. Về đi em ơi, về đi. Về kèm người vào. Tốt rồi. Tốt rồi. Hay lắm. Đâu đâu. Vào chưa nhỉ? Không biết là vào chưa? Mình không kèm vào được số 12. Lại nhận được một tấm thông tin là bạn là cầu thủ xuất sắc nhất khi đang là cầu thủ duy tố liên tục 3 tháng. Bạn đã rất xuất sắc để được vé xa khứ hồi miễn phí ở ký túc xá của Thế Nam. 3 triệu đồng tiền mặt. Có thể nói là mang trên mình khi bảo hiểm AIA, một trong những bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới. Các cầu thủ trong trận đấu đá như các bạn chúng ta đang Thái Lan tiếp tục ủng hộ cho cầu thủ đá biên bàn thắng thứ tư là một năm sử dụng dịch vụ 5 sao tại ký túc xá trường Đại Hùng Vương với mức giá là 100.000 đồng một tháng. Các cầu thủ các bạn tự nhiên bạn cố gắng lên, thời gian vẫn còn đủ để các bạn chúng ta có thể đá biên dành cho Phạm Tự Nhiên. Hậu vệ bên mình nào nhỉ? Tôi vẫn chưa cập nhật được thông tin là cầu thủ áo số 12 đã có người yêu hay chưa? Và sau đây trận đấu ngày hôm nay
tin nhắn chờ. Không vào em ơi. Và số bóng của cầu thủ áo số 6 rồi. Hết rồi. Rất đôi. Rất chi là bền bỉ ở đây. Gây giá.